100 người đó. Kêu bơ khùng hát hoài, nó bơ nó khùng hát hoài, chị quay hoài nó. Giờ anh ca bản, em ca bản nè. Đó giờ anh chưa ca đó. Ông chịu ca đó đâu. Nói anh hả, đợt rồi đọc xương thổi lên tới đó cái điện một ngày 96 lần. Ừ. 96 lần. Sợ hả? 96 lần. 96 lần đang ngủ thì ten lên tắt. Ten tắt. Nhá máy rồi hả? Bây giờ mình không tắt, mở máy luôn. Đập dục luôn. Không đập mà nghe nói nè, alo anh muốn gì với em? Thấy nó ngọt. Em mở vòng tay mở rộng nghe anh nói những câu gì lực sư với em. Đừng chửi người ta. Không chửi phải không? Rồi anh muốn điện tới sáng, nếu em đủ tay điếc thì em để máy. Dạ dạ. Chiều khách hàng tới nay. Chứ gì đâu đập bàn đập ghế. Chị mốt chơi mơ lên bán lạc xưởng với chị Hương nha. Chết luôn. Chị nghe điện thoại đó. Có tiền quá. Thôi rồi không được. Em có chồng rồi mà tiền gì. Em động phòng qua chút chồng em ăn ở mà. Trời ơi, tao có chồng tao ôm nhau, thùng nhau, ôm ôi. Vụ đi chủ chú không ngon rồi bán nha. Chồng ta nghèo ta thương ta. Chứ với mấy người tiền nhiều mà không có chồng ăn ở sao? Đúng rồi. Nha chị. Có chồng ta nói anh ơi em ơi. Cái vú này nè. Rồi bữa ngày đóng tiền. Chết chết. Vậy là mơ mê trai nha mọi người. Mê gái luôn. Vậy hả? Dạ. Không mong. Không mơ em ơi. Trời ơi. Không vú à? Đàn ông hung rồi tới em hung cũng thơm. Tại da hung rồi. Nấn nấn rồi đó. Quỷ anh tăng khùng nữa. Chạy xe ban đêm mà thở lên ai lái xe tắt đèn bóp vút bóp bóp. Bà nói bộ mày khùng hả mày? Bà nghe mày mà chị Tăng nghe. Nói bộ khùng hả vậy tao ngủ mà bóp vú tao. Tôi ngồi sao tôi thấy sao không thấy? Bóp bóp lên. Một tay lái xe ô tô một tay bóp vú mà. Tại là thấy bà má nó nói sao con ngồi sao thấy sao không bóp bà nè. Bà nói được tao ngủ à. Bóp bà thích vậy luôn. Mà dê bóp một chục cái thôi vậy. Hỏi có không? Tao làm coi tôi mê không nghe. Trời ơi. Trời chết rồi. Một tay lái tay bóp vú chị nè. Chị đang ngủ. Đâu nè. Chị thích gì? Chị nói khùng hơi vậy bóp cho hoài á. Đâu đâu cho nè. Bị bóp phó trời. Hai chồng mùi á. Bà cười đó. Phải không chị Tăng? Bà kể ra ông nít mà. Nói mẹ mẹ anh Tăng một tay lái xe ô tô tay bóp vú chị Tăng hoài. Con ngồi sao con thấy mắc cỡ cũng chết luôn. Nó chưa có chồng mà. Ngại á. Cái trai gái chơi độc á. Ông chạy cái ông quay vòng vòng con bóp bạn cái. Tắt đèn tối với bữa đó để đèn sáng anh thích nhìn hoài luôn à. Vậy hả? Tôi tính quay với cặp đó đó. Bây giờ kêu bóp bóp ông ghiền gái thì hết rồi anh Tăng. Bóp vú bảo hoài á chị. Ông ngủ ha. Ừ có nằm ngủ là ông bóp bóp. Tôi ngồi sao mà chiếc ô tô tôi thấy. Ông phải mơ ngủ sao mà thấy. Thấy sao thấy em ngồi mở mắt sáng đi em chứ ngủ gì. Tài xế chạy em bóp mạng. Ông này hảo gái nè. Một tay lái ô tô một tay bóp vú vợ tôi thấy ốc nữa. Bóp vú rồi không có bóp dưới nghe cha nội. Công an nó phạt từ 1 triệu đó. Bóp con chim xe khẻ là phạt từ 3 triệu. Rồi mà cái chị nghe tôi đó. Thấy không tới giờ đó. Tới giờ rồi đó. Không mà tới hồi em cũng cùng cùng gặp bạn trai em cũng bóp ngay cái đùm nó hoài gì cái kia đấy. Mày có quen không mày bóp tao mày. Nó trời ơi em quên rồi đâu phải chồng anh đâu phải chồng em á. Trời ơi tao quýnh mày chết. Nó anh quýnh quýnh em tưởng đó là anh chồng em. Nó coi đó dẫn em đi ăn chè bự em bóp nguyên đùm trứng giá anh kia luôn. Cái kia trời ơi nó đâu phải chồng bà nội. Cho nó vậy em mắt em mù xin lỗi anh dạ dạ xin lỗi. Bóp lộn ha. Tao tưởng nó có ông kiểm. Ngày sáng cho quay cúp điện nghe ngồi bóp ra bà nó đang băng cục bóp rụm rồi nè. Nó đồ quýnh em ngược chạy luôn. Dạ ừ em cũng bảo bóp dai lắm. Dạ hả. Nó tiếng là gần nó bóp rồi đó. Mày quýnh tao. Mày gì dằn ngoài xa không nè đâu với mày. Bạn có quần trong quần ngoài chưa cứng. Ba cái lẹ. Nó bóp nó tuột luôn đó. Mà xương đây kỳ đó nó gượng rồi kém ở chuồng ở sơn. Kể ta nghe. Đưa nguyên làm trứng giấy chạy te te luôn. Nó quá trời tôi chịu không nổi rồi bóp quá trời. Mơ bắt đầu có câu lương ranh mới rồi. Tới nay rồi đó. Ừ, con gái mà bóp giá con trai. Con trai thì bóp giá chú con gái. Quýnh con què bóp giọt chạy. Ừ, nó cũng quýnh chồng quýnh. Ừ, nó nói tao đâu phải chồng rồi đâu. Bóp bóp vậy nè, giật giật vậy. Em đi đám cưới rồi em thấy nào đẹp trai cái bắt đầu bạn quần xà lỗ nghe mới bóp nghe quần ghiên đang bóp. Bóp cái giọt chạy, khùng mày. Nó nói khùng với anh tại bóp xa xui chơi. Lấy cây gượt. Lấy cây gượt á, đâu phải chồng mày. Chị em lộn tưởng đó anh kiểm. Nó xin lỗi luôn anh. Bạn không bóp giá luôn nha. Ừ. Tao người dưng mà làm gì vợ tao chưa còn bóp giới mà mày lại bóp. Trời dạ dạ xin lỗi anh. Giờ bóp khác này. Thôi con người ngon ha. Giơ hai tay lên gì làm. Thôi nghiệp thì tránh tránh tao nghiệp bữa nào tao bóp mày nữa tao chết. Vâng, bóp quần dài. Tăng tránh tránh luôn á. Giơ hai tay gì làm kiểu chụp của mình á. Gì gì. Rồi ông ba đây nè. Rồi. Rồi quá đẹp. Thôi anh Tăng thì anh bóp vú còn mày bóp giá. Thôi thôi thôi.
vàng là vàng 24 mà nó hàng bực quá. Sắp tới là chị sẽ đeo 120 cây vàng. Anh bóp đó được không? Ê. Chiếc sao số nào đeo 100 mấy nè. Bóp vô nè. Chiếc sao số. Cung đó. Cái gan mà giống gan cung. Ok. Cái máu hảo đàn ông đàn bà. Chào Mỹ Hạnh Nguyễn nha, cúc ngô nha. Mấy người đó mà có vợ được cưng ha. Bây giờ xuống đây chiếc sao xuống thảo xương đi. Biết không? Cứ tôi điện trước cho mấy ông xuống dưới, biết không? Thẳng xuống dưới luôn. Rồi lát mình cũng ghé mà. Xuống luôn. Thôi chở đi lên luôn. Chiếc sao nữa. Hiểu không? Chiếc sao nó đeo vàng nhiều yêu nữa. Tôi làm nguyên cái lòi tối luôn, tôi xuống tôi làm luôn. Tôi làm như là tối với đi chăng là lòi tối mà. Là tối mấy anh về chở anh luôn hả? Đúng rồi. Thiệt giỡn. Thiệt mà, tối lên tỉnh cũng sẽ tỉnh luôn rồi. Đâu phải là rước thảo xuống đi luôn mà đúng không? Anh lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn. Mang lên Sài Gòn hả? Tối nay chơi dưới xong rồi rước lên Long An ở lại ăn đêm xong rồi sáng lại chơi với mấy chị. Chiều mới lên Sài Gòn. Rồi ok ok. Về thăm gia đình á. Còn có đi không? Không, em ở nhà bộ ăn ở đi gì trời. Ở nhà ha. Nhà ta chơi với bộ ta đi. Đi lên thăm chị Quyền đi. Thôi thôi không được, đi rồi, mới đi thành phố giờ rồi. Bỏ rồi. Thôi bỏ coi tôi ông khùng á. Vậy cho anh này có vợ rồi đi ngồi kế em không à. Lấy kế em mà nói bà cho bà la ha. Nó không cho em đủ khác luôn. Dạ. Không khác em hay gì á. Nói chung mà khùng khùng chị Tân quýnh ra chị Tân. Giờ rồi đó. Từ giờ nói ông quái nó gì đó. Cái nữa. Ông ngồi kế em lấy ghế không cho biết chị Tân quýnh mẹ. Tới giờ kìa. Em ngồi đâu cũng lấy ghế không. Bà mà không la. Bà qua kêu ở nhưng mơ không chịu rồi đó. Chị không nói chị hả chị? Kéo rồi chết. Mà không cho mình đụng đéo nữa. 12 giờ rưỡi rồi kìa. 12 giờ rưỡi rồi kìa. Ăn cái gì? Ăn cháo rồi. Con gà chưa chín hả? Giờ đang lên độc lập rồi đó. Sáng giờ chuẩn bị hồi đi ăn chơi đi chơi vui. Không bắt để bắt mạng rồi nó cho ai ra ra. Vậy sao giờ em với thằng Kiểm nhau quýnh lộn không kìa. Dạ. Chơi đi, chơi đi mà không nói bả. Còn ông này có vợ sao phát mày nữa kìa. Cái máy tầm lum mà mày không quát tao nha. Nó quýnh tầm lum. Cho vía chị Diễm Hương luôn. Rồi cho vía luôn nha. Cho vía hết luôn nè. Bây giờ trước ông kính Diễm Hương cho vía hết luôn nè. Năm sau là phải đeo như vậy nha mọi người. Đó. Rồi cho bà Sáu. Ai? Bà Sáu bà thương mà. Bà giàu quá đó. Biết rồi. Để năng lý ta đi mơ một chỗ chứ. Nói gì nói nhỏ nhỏ nó lớn gì vậy? Trời ta nói tâm sự là chim biển ông cu vô mà ông xem biết gì mà ông nói cu ơi. Không về có đang đâu. Không đang biết mở cái mạnh luôn á. Bữa nay bạn mới ăn hiếp anh Nghiệp rồi. Bạn ăn Ngọc hôm nay cũng cùng ăn hiếp anh ha. Gõ gàng á chứ yêu. Bà nhìn bà lại luôn ha. Chơi giết bây giờ ha. Thương em Út bây giờ ăn hiếp. Xin lỗi bạn nha. Ăn hiếp anh Nghiệp rồi đó. Nó đàng hoàng lắm á. Qua kêu qua nhà con Sài Gòn đưa về đó. Ta bắt ở trên thông cho về chơi vui quá trời. Nó khùng lên nghe. Đi Sài Gòn thiệt hả? Đi thành phố hả? Một ngày. Hả? Có pha trả không? Có pha trên Sài Gòn không? Có. Không có đi khám bệnh, đi chơi, đi ăn rồi cho tiền. Rồi con có bệnh nó bắt đi khám. Không khám thì không cho đi chơi. Đi chơi. Mà nó cứ nghe lời. Ngự ý á. Uống thuốc chưa? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc rồi. Đó, kêu uống. Uống mới chơi, không uống không chơi. Anh Tăng nó đưa thuốc cho cô qua đây, ta chú uống không, không quyền ta. Đâu phải là ấy là uống bác sĩ cho mình tết. Cho làm hả chị? Làm thuốc nó chết luôn ha. Bà trời đó, cho mày làm tụi bay đi. Chạm chơi với bà em nè. Ngồi chơi. Hello Phạm Trưởng nha. Hello Cúc Lê nha. Ngồi nè. Phương Phạm nha. Nhìn ba không à. Đàn bà, đàn ông tao cũng không biết đó. Trời đất ơi. Ủa sao nói tôi vậy, cô bạn? Không. Ủa đàn bà hay đàn ông thì không biết. Không biết đó. Nha chị, nó thiệt tình hả bạn? Cái là chị Xuân chở anh kìa mà em chơi bả mà em tưởng bả con gái bả ngồi đưa trứng giá cho họ. Chơi 11 năm á. Chị bả không ăn ở đủ đéo em. Nó nói thiệt một lòng bụng. Cái hồi bả nói tao hai lỗ đó. Hả? Một lỗ lồn mà một con cạc. Nói cho mơ biết. Thấy không? Nó bậy là người ta bắt đó. Ông cô Xuân á, Sài Gòn á, anh chơi không hiểu đó. Mới cho em coi chơi qua cũng bị đê đó. Nó sao? Nó nói em hai lỗ. Thôi đừng nói bậy. Lỗ chơi lỗ nhỏ mà lỗ dài luôn. Bà cho coi luôn hả? Mà tao tôi không ăn ở đâu. Bây giờ thế ngồi hả chị? Đó tao kể cho khán giả nghe bậy gì? Thôi khán giả tao không có nghe chuyện nói là khán giả tao nói từ bậy. Anh Nghiệp tao đau ha. Thôi đi không nói, tôi lấy một cam ha. Chị Tân đâu biết hả chị Tân? Một cái mềm mình mà hai lỗ. Khán giả hỏi chị đeo bậy. Một lỗ này rồi một dương này. Nặng, thấy ngộ không? Nặng lắm mọi người. Tới 2kg mấy nặng lắm, ok, nặng lắm thật sự. Có sao nhỉ? Đúng rồi, 2kg mấy. 1kg là gần 30 cây.
Hai ký mấy? Cái này hả chị? Không. Bộ chị bó giò luôn hả? À. Em nói chị hiểu ha. Cái này nó hiểu nó không. Bá đưa coi mà cái em nói nè. Em nói chị ngồi chơi mà một năm mà tâm sự mà không có em chữ. Chị cái bánh này tao cho mày coi bữa. Gạch ra lùm chứng giá với cái lỗ. Tao hai rồi. Nó chị không hãm nè, nó không. Ông chị thương mà lắm, tao không hãm mà. Mày mà chơi tao được mày ngon lắm. Mà nó cũng khất ba đời đó, bà Xuân. Nó để vàng tiền luôn. Nó là sao? Cha kìa. Nó bậy nó bạ. Chia sẻ đi, chia sẻ cho anh Tân đi. Anh Tiến đi. Thôi, anh nấu rồi. Anh Tân đẹp trai không? Đẹp nậu tôi đẹp, lên cân mà nói đẹp. Anh Tiến đẹp trai không? Bữa sao? Anh Kiếm đẹp trai. Nó thấy không? Chào Kim. Không ai bằng anh Kiếm thôi. Bụng phải cơ quan của bả ha. Trời ha chơi. Không nói anh Kiếm có tóc. Bữa nay bấm Kiếm ra thử coi. Ờ bấm ra. Ra bùa. Coi Kiếm cỡ nào. Anh Kiếm có tóc không? Chồng anh Kiếm nghe. Làm gì? Đi đâu mà chơi đi, đóng rồi làm vô sao đi. Từ ta là mình kém phải không? Phải không? Ừ, bắt vô coi. Nấu cà phê, mình đây nấu cháo rồi, mấy người chạy vô ăn. Thôi ra coi, ai rồi chạy ra chạy vô. Nắng lắm. Nắng lắm. Chín rồi. Còn chín rồi, ăn đi rồi đi luôn nè. Ừ. Đây, ăn đi bên anh kém phải không? Ăn đồ đi luôn, dọn ăn đồ đi luôn đi. Không, tôi nói nghe anh kém đẹp trai hay vậy? Bụng quê đó, ông chồng. Ờ, đâu ngoài nó nóng dữ lắm kìa. Cái bạc không à. Ờ, ở ngoài ngoài là cái bạc không à. Ờ, đúng rồi, nhà này mát chứ. Tại vì có mấy cái cây nó lợp lên nè. Ờ, nhà không mưa bị nóng, mà đỡ đảo từng nóng rồi. Nhà này mới cái cây. Bếp gà bữa nay kia mở ra đi, tháo ra về ra ngoài đi con chơi bạn đâu có bỏ nhà đi đi luôn đó. Con sợ nổ đó. Con không có đi băng này mà con đi băng khác ha. Sợ chết đó chị. Thấy không? Ê, ba coi mẹ con mày đó, thấy không? Ba coi hết đó. Bà trời đó cưng, bà đẹp ha. Chị để ra nước ha chị. Ê mấy ông này à, mấy bữa tôi đi Thái Lan á, gì tôi mua tôi tặng cho người một cái này nè, hàng Thái. Cô đi máy bay hả? Cặp này, một cặp này nè. Chị đi máy bay hả? Mỗi mua đi Thái Lan tôi mua cho người tặng cái này, cái bóp này nè, bên Thái Lan á. Cái này hả? Lúc trước tôi cũng mua gì tôi bán quá trời luôn á. Ừ. Cũng xài bền lắm. Ở đây phải không? Cái ông lâu lâu gặp cô dâu tiệc đẹp ha. Đẹp. Rất hết mẹ rồi. Nổ da, nổ ơ hết trơn rồi. Ừ. Con ông, con cha, bộ chị không lấy bông hoa hả? Lấy đâu lấy. Thế là ta chưa lấy bông hoa đó. Ở đây ta chưa chịu bông hoa, ta chịu mơ. Ông nước của ta mà. Đi ăn đi, hả đi tô ơi. Chị em lấy bông hoa ha. Ăn đi, ăn đi, ngoài mãi nóng kìa lắm. Bà này lấy bông hoa ha, ngồi ngủ ý đó. Đi, đi tối đi vậy đó. Chị thương bông hoa gì mà đi. Đây. Cái con gà ra, kéo con gà ra ăn đi rồi đi. Con gà chín rồi, gà xé ăn không gà. Con gà đâm mướt á. Kêu lên kêu giùm em cây em to. Kêu tên lên đâu rồi? Kêu em đâm dầm ớt, nó trồng dày mới ớt ngon lắm. Ông bộ mà đâu cũng dữ. Mày kêu ba vô đi. Kêu không? Ờ kêu ba vô đi nhanh lên đi. Ừ cái giỏ. Kêu ba vô đi bà. Thôi đi không được luôn, làm ơn cho mày ngồi. Cái giò tao mềm mỏng à, tao đi ngồi bả giò tao yếu à, còn đó hả chị? Tao đi. Bây giờ là có mình tôi, giờ quay tôi đi chứ không có quay mơ gì hết trơn. Ừ. Là bây giờ ai mà muốn có vàng nhiều thì vô. Vô chia sẻ livestream để mà tôi cho cái vía như không? Để năm sau mọi người á có vàng đeo như Diễm Hương như mọi người. Đó bây giờ nè. Bây giờ là giờ chia sẻ hết nè, ai trong cái livestream của mọi người của anh Nghiệp. Anh giò miếu ọt rồi đó. Anh Tiến, anh Tân. Tiểu thơ rồi đó. Rồi anh Phương, anh Quang chứ anh Quang Phạm. Quang Phạm nè, đây là Quang Phạm nè mọi người. Ôi trời ơi, chú đang quay nè, Trăng ở trên đi qua chơi. Chúng mình đang ở. Ăn gà chứ đi đâu. Đó, thấy sợ không cho mình chơi. Đó, Quang Phạm đó. Đó, đó, thấy chưa nè. Đây không nói. Đó, bên Tân đó mọi người. Bà quản lý trong nhà. Rồi, bây giờ mọi người hen. Mà ủng hộ kênh đi rồi Diễm Hương sẽ nhả vía cho Diễm Hương nhả vía là rất ok đó nha mọi người. Đó. Thì Diễm Hương là có mấy cái lọc ở bên Thái Lan đó mọi người. Làm ăn rất là phấn chấn phát đạt luôn mọi người ơi. Đó. Mọi người mà chia sẻ cho mấy cái kênh của mấy anh này thì Diễm Hương tặng cho mọi người một miếng lọc nha. Miếng lọc của Thái Lan nha mọi người. Là làm đâu được đó đó. Buôn bán thì mua mai bán đắt nha. Cấp 2 cậu đâu con Xuân rồi. Chữ mà chết. Chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ đi. Chia sẻ vô hội nhóm nha, chia sẻ công khai cho mọi người. Đi thì qua đây đây.
Hai đứa qua đây nè. Về hoài. Qua đây nè. Mấy người thấy không? Mấy người thấy quả không? Không không ha, mấy người thấy không? Từ trên bây giờ hôm nay là bao nhiêu nhiều chiếc nha mọi người? Đây là ba mấy cây, 34 cây, 34 cây, mấy chiếc nhẫn? Mấy chiếc nhẫn này là 8 cây, là 42, là 45 cây, cái 45 cây, cái hai cái này nè, cái này với cái này nó là 30 cây, nó gần 30 cây đó. Rồi bà 70 cây, 70 có hơn á. Thấy công chuyện thấy ớn ớn hồn không? Tết Tết đeo còn giữ nữa nha mọi người. Tết là đeo năm Tết là đeo 100 cây đó. Tết là đeo là đeo 120 ha. Đeo vàng bị tê tay luôn. Bị tê tay. Quá trời đeo là nãy giờ chưa thấy à ta. Ừ. Coi hư coi. Này nên chưa tên thay bỏ trong đây. Mấy giờ ta? Ừ, mấy sợ này. Đây này. Đừng ấy nó đau, đau lắm. Dạ. Nó có cắt phần cổ không? Cắt. Nó cắt nè, nè cắt tay luôn nè, nè. Nè cắt cái tay nè. Ừ, nó mòn tay luôn. Ừ, nó cắt cái này nè, muốn chai luôn này chứ bộ. Nghiệp quá. Đeo vàng mày chai tay luôn á. Này nó bị móp luôn nè, thấy không? Nè. Bị móp luôn nè. Đeo mà chơi cái ngón tay. Bị móp cái tay ngay nha. Chồng mà cho đeo ha. Ông cho đeo hả chị? Tốt biết không? Y ghen như Na Cha đeo mấy cái vòng như đó. Chia sẻ nha, nhớ chia sẻ like nha mọi người. Chia sẻ đi Diễm Hương cho vía nha. Ở cho nhỏ mọi đi. Mọi người, ừ. Cho đeo đi là, mơ đeo đi là người ta bắt á, không có được. Bắt đâu, bắt giết đó. Không có được. Giết á. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp ha. Nhỏ nhỏ đó chị. Ừ. Xin nhờ. Tết là ai vía nè, Diễm Hương nhả vía cho nghe không? Đó. Có ai xin vía thì bay vô chia sẻ nha. Chín chưa? Nhà Diễm Hương thì ở trên Long An. Gà chưa chín hả? Cô nó cho mẹ đeo ha. Đây nắp lại đi. Trao hả? Ờ đã coi xong rồi mà. Coi tối mình ngồi mình mấy lúc mình cổ ra hay gì? Cổ ra. Cổ ra hả? Ừ. Cổ ra sao đeo vô được? Nè có cái clip cỡ ra đâu rồi? Chính rồi. Cái clip cỡ ra đâu? Cái tay bự sao cổ cái chiếc nhỏ ra được? Được. Thằng ơi. Ừ. Vàng giả đó. Hôm nay đặt đầu đặt cổ nhất em. Đeo là cô tí. Đây là một tiếng ha chị. Đây là một tiếng ha. Em gửi lại 10 ký là xưởng. Cái này là mình đặt hết trơn luôn. Ừ, đúng rồi. Đặt không? Đặt không á. Đặt người ta làm ha. Chứ đâu có liền đâu. Làm giả. Ủa cậu lâu mà. Bà chặt đầu chặt tay chị bạn tôi nha. Lấy vàng bỏ đi nghe trời. Cô ai xin vía bay vô nha mọi người ơi. Là ngày thường là chị đeo trên mình hiện bây giờ là 70 cây, còn nếu mà ngày Tết á thì chị đeo 100 tới 120 đúng rồi. Đó, Tết này là mình sẽ quay cho mọi người xem. Đeo rất là nặng nha. Mấy trăm cây chứ 70 vậy. Giờ này vàng 4 số không nha mọi người. 300 cây đó. Nó khùng á. Một cái bông là mấy cây chị? Một cây hả? Có bông là một cây luôn chứ gì? Ờ có mấy trăm cây mà. 300 cây vàng nghiệp đó. Cất trong cái hũ ha. Mơ có 300 cây vàng cất trong cái hũ đi cô chú anh chị. Còn mấy cái phen này cũng cây cây hay gì? Cây cây. Có chân đừng giết tôi nghe. Chị Giang Hương đeo vàng giả đó. Nói gì hả chị? Nói vậy cho ta biết giả ha. Tưởng giả thiệt. Đi là bậy là bợ chặt đầu của tay giục đó. Mơ sợ chị chết. Trơn trộm đừng lấy. Ừ. Mơ mơ không có tiền nha. Chị Giang Hương bạn đeo vàng giả không hả chị? Còn cái chuyện gì mình nói cho khoe đi. Có cái bộ. Tập xe bộ ô tô giục lấy cho cái tay. Nó biết là đeo vàng chứ không, nó nói vậy. Nè chị, mẹ con không có giỏi. Chơi cho mẹ con mà cho tiền ha. Mà mang mạng người ta nè. Quất con đây nè. Quất cái đầu mà luôn, chụp cho tiền vàng. Quất chạy ba chơi tẹt 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 tỉ tỉ tỉ. Kêu công an làm cặt nữa. Tập công an chạy luôn, ta liều mạng mà. Người ta cứ vợ chứ, cho mày giỡn ha. Mơ thấy đẹp không mơ? Cháu đẹp. Cô hứa coi, cầm gờ hứa coi. Thôi tôi đeo vàng. Có vàng không? Được rồi bà Quyền, gì mà nấu lâu vậy, còn hơn tiếng rồi đó. Bình thường nè.
hơn một tiếng rồi đó. Trời ơi, đẹp quá ha. Em mạo vào. Tao không ấy đi đi bà ơi, tới hồi chiều táo thui đó. Lão. Cái nào cho ơi. Bà tăng nhớ đi. Hả? Đi chi. Tao cho dặn dạ làm bậy bạ. Đi thủ mình đi thôi chứ. Làm gì vậy? Qua đi à, bỏ đường luôn. Bỏ qua đường xấu. Hả? Hả? Bỏ đường là hải sản. Trời ơi, bị đơ rồi. Kêu mấy ảnh nha chị. Có năm khác chút xíu cho chị thôi. Là người thường có đi đi đâu không chị hay là ở nhà không ạ? Ở nhà không à. Ở nhà là mình lột ra ha. Ở nhà lột ra đâu có đeo vậy đâu. Ở nhà mình lột đeo vậy sao chịu nổi ngủ cũng được. Nặng ha. Nó nặng lắm luôn, nghẹt thở. Thằng ông đâu rồi? Khó ngủ lắm, cái tay mà để lên vậy nó cũng đau nữa. Nặng ha. Nó chằng đây nè. Nó dồn nó đấy ha. Nó dồn đây nè, để xuống vậy thì nó dồn xuống đây như vậy. Ừ. Mở ra nó tê. Thằng cổ nằm xuống chắc nó trút xuống rồi. Ừ, nó trút xuống. Trút xuống là đau ha. Ơi, con gà nó chín ta, ơi con gà đó là con gà gà đẻ. Gà có trứng đó. Lựa gà có trứng đó. Con gà đó là có trống rồi đó, có đập rồi đó. Gà mấy cái hộp. Chiếc thôi, chiếc sôi đựng nhiều quá chín rồi. Bây giờ vậy nha. Nhà của bà. Có cái giò trường. Bây giờ vậy dâu bà nè, bà chịu không? Thật. Bắt đầu làm vợ vậy nha. Chơi chung nhà ông tôi nổi ba rồi chị. Vậy lại. Chị thấy thằng bợm nó chồng rồi. Chồng chỉ ngoài xe kìa. Chồng bự con hồi nãy đó. Chồng cũng bị đê, chồng nhỏ, chồng lớn, biết đâu. Lần bánh nó quên ha. Quên là khoái ông rồi ha. Ừ, lần bánh nó. Mọi người có xin vía chị Diễm Hương thì bay vô nha. Có xin vía thì nhớ nha. Ủng hộ kênh đi, chia sẻ kênh vô đông đông nè mọi người. Diễm Hương nhả vía cho mọi người nha. Nhả vía cho mọi người có vàng đeo nha. Có vàng đeo nha không. Diễm Hương là nhả vía là hên dữ lắm luôn đó. Có sao nó vậy, hên dữ lắm. Có vàng đeo mà phải lo làm mới có vàng nha. Đúng rồi, cũng như mình nhả vía là mình được có gặp cơ hội. Mình làm mới có vàng chứ phải tự nhiên khơi khơi mà đâu ở trên trời rơi xuống, hiểu không? Có vàng đeo à. Ờ, cũng như mình nhả vía là cũng như là mình sẽ gặp cơ hội làm ăn, có tiền. Đó làm gì được nấy, hiểu không? Nó xiết kinh tế trên chân chỗ đó nó teo hệt tới luôn ha. Cái này teo, cái này lại nè. Kia kìa. Cái này cũng vậy luôn. Tháo tháo này ra không? Tháo ạ. Nào, có móng tay mà tháo ra gì? Sao ngủ? Thì móng tay bình thường. Móng tay bình thường. Móng tay làm đang tháng mấy chưa làm lại nè. Mỗi lần mình nông vô chất đau lắm ha. Đau. Thằng ơi. Mẹ ăn gì nè, nói gì nè. Hơn nửa tiếng rồi chú chị. Hơn nửa tiếng. Nhỏ xíu nè. Ừ. Cái này là đeo đang chặn lại. Chặn cho đừng tuột ha. Ờ chứ nó bự gì nó chuột ra vậy sao? Ta đeo từng chiếc thôi chị. Từng chiếc, đeo từng chiếc. Nó đâu có cái móc mở ra mới vô hả? Không. Có móc đeo nó không đẹp. Ừ. Đeo có móc nó kênh nó không đẹp. Nó suông gì nó mới đeo đẹp. Ôi chứ cho đạp tôi ai dẫn ra trời. Tới nãy luôn. Cái này đâu có gọi là bộ xi men. Đeo bộ bánh dẫn cho đạp vô nó chút qua. Đâu gọi là xi men. Ừ, tính nó nhiều quá xi men gì nữa. Nhiều quá. Nó nhiều quá xi men gì nữa. Ông trời dẫn máy móc ra nữa. Rồi tổng cộng hết trơn là 2 ký mấy hả? 2 ký mấy. Bà không cần 2 ký mấy. 2 ký rưỡi rồi. Khoảng 2 ký tư á. 2 ký tư ha. 2 ký tư. Chị Diễm Hương là nói là Tết này là một cái dây lò tối nữa là tổng cộng 120 cây. 120 á nha mọi người. Kiểu một bánh hả? Kiểu qua kìa kêu kiểu qua con luôn. Đâu? Chỗ nó chơi chứ. Về mốt cuốc. Về mà. Đặn gì kêu qua đặn gì? Đi đặn gì kêu ta nó cho má kiếm kiểu á. Ê nửa đêm giờ giờ lúc đó mới tới sao hả? Tới nhà tay đi. Ăn miếng ăn miếng đi đi. Ăn đi ăn miếng. Thôi giờ dọn đi hết ăn hết đi tự nhiên mình em ăn vậy. Lỡ rồi chặt ăn hết đi. Ngồi đây nè, chặt hết ăn đi. Ừ. Cái bàn thấy là lần đầu tiên luôn không rồi thấy khủng luôn. Bàn tay nè. Đó. Đó, vàng là vàng bốn số hình bông mai nè ha, hai bên tự trên dài xuống nè, rồi cái cần cổ nè, hai ba mặt dây chuyền chà bá nè, ba cái bông là ba cây, còn cái kia một chiếc còn cây, câu là cây đó, câu cây, cây đó, 2, 4, 6, 8 tám cây, tám cây, cái này là mấy chục chiếc ạ, ba mấy cây, ba này ba mấy cây, ba cái đó ba mấy cây ha, ba mấy chiếc hả, 34 chiếc, thằng ơi chiếc con cây đó mọi người ơi, một dây chuyền bao nhiêu chị? Cái chuyện là mà mấy sợi này là 20 mấy cây á. Mấy cây.
Ừ, đúng rồi, hai mấy cây. Quá dữ đó, có ai xin vía thì bay vô nha. Ai xin vía bay vô để có về. Bay vô nha. Ờ đó, mà nhớ là ủng hộ kênh nha.